Và hôm nay rất đặc biệt là Andy sẽ thử đun dừa. Lần đầu tiên Andy ăn thử đun dừa. Đây là các chị đang đóng gói chậu dừa. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Miss Germany. Bây giờ thì nhà mình đã đến xưởng sản xuất chậu dừa. Ừ, nãy chị ăn cái nãy là đây là các màu khác, cả màu xanh là có lá dứa, chị còn dừa này là có cả dừa lá dứa nè. Lá dứa của mình tập biết cái lá dứa không? Dạ biết. Dạ tặng người thì coi nó thơm lá dứa không? Dạ đúng rồi. Đó tức là dạ. Ở bên ngoài mình không biết là ta bỏ màu hay gì nhưng dạ. Ở đây là người ta làm tại vì do có cách tay dạ. Cho nên là cái an toàn vệ sinh thực phẩm á. Dạ. Ừ. Người ta làm bị kiểm tra rất là gắt gao, nó dạ. Thơm lá dứa ha. Dạ. Cái phần chậu dừa này là mấy chị mới lấy từ trong chảo ra. Nó còn dẻo và khi mà mình ăn đó thì nó mềm và nó còn hơi ấm, ăn rất ngon. Đây là quy trình sản xuất chậu dừa từ bắt đầu tới đóng gói luôn. Và chậu dừa ở đây là không có chất bảo quản. See 45 years old, but 40 years working here. 5 years come here to play already, a family business. So we got long experience. Đây là những sản phẩm làm từ vỏ dừa, gáo dừa. Đó. Hay quá, cái phòng ngủ này. Hi. À, nhưng mà cô người Việt Nam hả? Cô người Việt Nam. Trời ơi, hiểu luôn. Thế mà chú này người đâu của cô? Người Đức. Đức à? Berlin. Đây mấy chị đã gói kẹo nhanh quá. Tham quan xong xưởng kẹo dừa thì bây giờ gia đình mình sẽ đi ăn trưa. Bây giờ thì nhà mình sẽ ghé vào đây ăn trưa. Đến giờ cơm trưa, cơm trưa. À, có chỗ cho thằng kia nó nằm không ta? À, cá này là cá gì vậy em? Cá tai tượng hấp. Cá tai tượng hấp. Này chắc là tôm nướng ha. Lẩu. Mực lăn bột giòn. Mực lăn bột giòn. Và mấy lòng bia đi, hít sôi luôn. Dạ bia có tay dơ ba ba mình lấy nào. À tay dơ. Mình
bỏ cái đuôi vô miệng trước nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn cơm. Ở đây là bữa cơm tại miền Tây Riverside. Cơm. Cái này là để cái này ổn. Đây là cá kèo kho tộ. Canh chua sao có cái này? Chua lẩu á. Cái này là cá kèo kho tộ. Và hôm nay rất đặc biệt là Adi sẽ thử đun dừa. Lần đầu tiên Adi ăn thử đun dừa. Đun dừa. Cái đầu nào nha, cho cắn miệng ăn cái. Anh chung đưa cái đầu kia vô cho cắn miệng cái. Không cắn đầu ấy. Cắn đầu cái đít. Cho cắn cái cho không sợ. Ủa sao nó không cắn miệng anh? Anh tại vì anh nhai. Nóng. Cay. Cay. Nghiêm thử con nghiêm. Thử đi trời ơi nam đi. Ăn đi. You come here now. One has to go. Để em gấp. Đưa cái đuôi nó vô trước nha, không thôi là nó cắn. Bỏ cái đầu đúng không? Dạ. Ủa? Nhai đầu luôn. Răng anh cắt thì nhai đầu luôn. Có bỏ. Khu bia nghiêm. Nhai đầu luôn không. Nhai đầu luôn. Sao? Cảm nhận. Thế nào? Phát biểu. On Vasasu. Very good. As a normal, man buys on man less than cock, right? Ach, scheiße, ich habe alles gefressen. Genau. Der hat so Zähne gehabt. Ich hab gemacht. Ich wollte, dass der dich beißt, die Zunge. Du Schocker. Wait. Okay, bitte, auf der Rast zu an. Hey, was ist mein Zahn? Cuốn cá đó. Rồi xin mời cả nhà. Chưa? Có cá kèo kho tộ. Châu đang ăn mực chiên giòn với lại cơm. Cá viên ăn ngon không? Bây giờ bắt chung ăn hết nha, khỏi đây ăn nha. Anh kêu là con đầu tiên là nó cắn miệng ảnh, còn lại thì ngon. Cắn. Lần đầu mấy ông chơi đưa cái đầu vô. Tại em kêu để cho cái đầu cho cắn cái, nhưng mà cắn không than phiền, nhưng mà sau này giờ mới nói. Rồi giờ yo. Ăn tôm đi. Gỏi ngó sen, cái này là gỏi ngó sen. Đúng rồi, ăn với bánh phồng tôm á. Dạ. Lâu lắm rồi mới ăn gỏi ngó sen nè. Ngon đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa là mình làm gì tiếp em? Kế hoạch của mình đi vòng vòng, mình lên xe. À. Cấp để chốt giờ. Okay. Job, the job is first, that's it, okay? Auf einmal für Leute, du ja, ich meine, weil sie müssen halt pünktlich das mit Essen ja schaffen, ne? Ja, sie müssen auch gucken, dass die Leute immer zusammen holen. Okay. Ja, weil zum Beispiel hier stehen immer jede eine Ecke und dann muss ich dann jede rufen und jede sammeln. Sorry. Ja, wie ist es? Schmeckt das? Das ist plättige Reis. Aber was die Füllung, was drin ist? Ist nicht. Sie haben das gemacht, plättige Reis. Und dann frittiert. Das ist aber eine Füllung. Ja, das ist gleiche. Plättige Reis. Sie frittiert und dann außen, der ist so knusprig und innen ist immer noch Reis. Das ist die Realität auch. Soi. Soi Chingfam. Noch ein Job? Hilft doch, oder? Hilft. Warum muss man Füllung nehmen? Nein. Soy-Ching-Farb. Süß. Süß. Ja, auch. Kein Fleisch. Kein Fleisch. Ich will nur wissen, ob es mit Fisch oder so ist. Es ist kein Fleisch. Warte, ich hebe für dich. Nein, ngon không? Ngon. Cay. Cay quá. Nhưng mà anh Trung ăn thấy vị nó làm sao? Ok. Béo 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 á. Béo. Nghiêm nghiêm thì sợ hả? Con nghiêm cảm nhận nó làm sao? Nó béo. Không cảm giác. À. Ngay từ từ nhai cái đầu. Cái tiếng cửa. Hả? Cái đầu nó từ từ. Ê, ăn. Mắm ăn là lát bỏ đồ tùm lum. Bây giờ mình thích xôi chiên. Cho ăn xôi chiên đi. Thôi sẽ ăn gì? Nói trẻ. Zwischen zwei Stück gegessen. Lauf mit den. Ja, wir gehen doch ganz reise noch. Hier doch kein Wasser. Hier schon leer. Hay là tôm càng. Das heißt tôm càng. Càng. Càng, das ist die cá thì ta người ta cá kèo kho tổ. Anh đi kêu cá kèo kho tổ ngon. Ngon. Nè còn dùng nước mà. Không. Không ha. Ist so nicht mit Reis. No. Kevin lấy cho mẹ ít cơm. Hấp bánh béo rồi. Rồi. Ngon quá. Biết rồi. Bây giờ là tới món lẩu. Lẩu này lẩu gì anh Trung? Lẩu cá bông lau. Bông lau. Lẩu cá bông lau. Yo. Anh đi đang ăn cá bông lau. Very good. Very good. Very good. Anh đi ăn cá bông lau, anh đi khen rất ngon. Cái này là lẩu cá bông lau, giống như là canh chua cá bông lau. Anh đi ăn với cơm. Nhà mình đã ăn cơm xong, bây giờ thì ra đây ngồi nghỉ tí xíu. Cool, gá.
Nhà hàng ở đây khuôn viên rất đẹp. Sông nước miền Tây, nhà hàng sông nước miền Tây. Dưới mé sông này rất nhiều lục bình. Ở đây có hai chiếc xích lô để nếu mà ai thích lên ngồi chụp hình thì lên ngồi. Ăn trưa xong rồi, cả nhà lại tiếp tục lên đường. Bây giờ thì mình sẽ lại đi tàu. Langsam đến cái bên die Welle, die wackelt. Langsam cho. Lắc lư. Dừa này dừa ba nhé. Tức là dừa chặt ba nhé, nhưng mà dừa này là củ não. Bây giờ thì mỗi người sẽ được một trái dừa gọi là dừa ba nhé. That's much shit the house. Lincoln. Bình thường mình có cho Châu thử nước dừa vài lần rồi nhưng mà Châu không thích lắm. Nhưng mà hôm nay uống dừa ở đây thì Châu lại khen nước dừa ngon. Bởi vì dừa này cái trái nhỏ thôi, ít nước nhưng mà dừa rất ngọt. Và Kevin cũng rất thích. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin mời cả nhà đón xem hành trình tiếp theo xem nhà mình đi đâu. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.